Xin chào mọi người, hôm nay Ngọc và chị Hiền là chuyên viên chuyên xử lý hồ sơ định cư Úc lại tiếp tục cùng mọi người trong buổi live stream của ngày hôm nay. Xin chào mọi người, hôm nay Ngọc và chị Hiền lại tiếp tục chuyên xử lý hồ sơ định cư Úc lại tiếp tục cùng mọi người trong buổi live stream của ngày hôm nay về những chương trình như thế nào để cho em có thể kịp thời hỗ trợ về những chương trình này. Và mọi người cũng nhớ đó, thì vào thứ tư tuần trước Ngọc và chị Hiền cũng đã chia sẻ là về chương trình của Nam Úc. Thì hôm nay Ngọc và chị Hiền lại quay lại và sẽ nói tiếp một cái phần khác của một cái bang không kém phần hấp dẫn so với Nam Úc, đó chính là Tây Úc. Thì về Tây Úc với thành phố Perth, những cái điểm mà thu hút hiện tại với các nhà đầu tư đó là gì, thì Ngọc sẽ nhường lại cho chị Hiền để mà chia sẻ với lại các khách hàng đang quan tâm đến nha. Cảm ơn Ngọc và xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Hiền tiếp tục chương trình, thì Hiền sẽ chia sẻ với mọi người về bang Tây Úc và đặc biệt là thành phố Perth. Nói về Tây Úc á, thì Tây Úc là một tiểu bang có diện tích lớn nhất và nó chiếm là 1/3 lãnh thổ của Úc với 2 triệu dân. Và trong 2 triệu dân này thì 3/4 dân số là họ tập trung tại Perth. Vì sao lại là chọn Perth? Bởi vì Perth là vừa là thủ phủ vừa là thành phố lớn nhất tại Tây Úc. Và ở Perth người ta còn mệnh danh cho thành phố Perth là thành phố của ánh sáng. Đồng thời tại đây thì chính phủ cũng như là các doanh nghiệp tư nhân họ cũng đổ tiền vào ít nhất là 17 tỷ đô Úc để mà đầu tư vào các dự án tại Perth nhằm biến Perth trở thành một cái thành phố tầm cỡ quốc tế. Và từ đó là sẽ mở khóa cho các ngành công nghiệp, thương mại và bất động sản. Tiếp theo nữa là vị trí của Perth rất là thuận lợi. Do đó mà khi mà các nhà đầu tư mà đặt trụ sở tại Perth thì có sẽ đảm bảo được cái việc tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng, đồng thời thu hút được các kỹ năng lao động tay nghề cao. Và cái chi phí mà mình bỏ ra, coi như là chi phí mà trả cho mặt bằng hay là bất động sản thì nó cũng thấp hơn so với các thành phố khác. Thứ hai nữa là điểm đặc biệt ở Perth đó là Perth rất là gần và sẽ càng gần với chúng ta. Vì sao lại nói như vậy, đúng không? Đúng rồi. Đó là bởi vì là cái khoảng cách địa lý từ Perth đến Việt Nam là khá gần. Và hiện tại thì chính phủ cũng đang mở rộng một cái dự án là mở rộng sân bay và có những cái mở rộng kế hoạch về đường bay thẳng giữa Perth và Việt Nam. Và nếu như cái việc này thành hiện thực á, thì chỉ cần 6 tiếng đến 7 tiếng là từ Việt Nam mình có thể bay thẳng qua Perth. Điều thuận lợi thứ hai đó là cái múi giờ. Cái sự chênh lệch múi giờ ở Perth thì rất là ngắn. Đặc biệt là ví dụ như bây giờ mình là 4:15 thì ở Perth nó chạy nhanh hơn ở Việt Nam là 1 tiếng, là bây giờ ở bên đó họ chỉ có 5:15. 5:15. Đúng rồi. Và so với lại như Sydney, Melbourne hay là Brisbane thì cái chênh lệch múi giờ của những bang khác á, là ở những thành phố khác đó là 3 đến 5 tiếng đồng hồ tùy theo mùa. Mọi người cũng nghe đó, những cái điểm này thực sự đây là những cái ưu điểm cho những nhà đầu tư nè đang đầu tư ở tại Úc và có doanh nghiệp tại Việt Nam rất là thuận lợi, kể cả việc là cho sinh viên là mình về thăm gia đình nữa. Và ngoài ra thì Ngọc, để Ngọc cũng có tóm tắt lại một phần của chị Hiền nha, là cái thứ nhất đó là về chính phủ đang rất là hỗ trợ, và cái thứ hai đó là vị trí rất là thuận lợi nè. Ngoài ra nữa là cái thứ ba là về chênh lệch múi giờ. Chênh lệch múi giờ kỳ rất là quan trọng nha. Chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi, phải không chị? Đúng rồi. Rồi thì nếu mà nói đến về sinh viên á, nếu mà cơ hội của mình qua đó mình học đi, thì cái việc mà học hành ở đó về trường như thế nào đó thì IELTS mình có hỗ trợ một cái tour hay là một cái buổi khảo sát nào đó để mình xem và mình tìm hiểu không chị? Ok. Bây giờ mình sẽ nói qua về cái hệ thống giáo dục. Đúng không? Thì khi mà nghĩ đến nhà đầu tư định cư thì đa phần các anh chị cũng sẽ nghĩ đến cái việc là hệ thống giáo dục ở đó có tốt không, chính xác, để cho con em của mình được học. Dạ đúng rồi. Thì hệ thống giáo dục ở Tây Úc là hệ thống giáo dục hàng đầu. Đặc biệt thì ở Úc á, thì những cái mình sẽ có một cái chương trình là giáo dục miễn phí tại các trường công lập địa phương. Thì nó sẽ giúp cho cái việc mà xin thị thực tạm trú 188A. Có nghĩa là những cái thị thực tạm trú này khi mà anh chị có visa thị thực rồi thì con em của mình dưới 18 tuổi mình đã được học trường công miễn phí. Thì đây là một điều rất là tốt. Dạ đúng rồi. Điều thứ hai nữa là ở Úc mình có 6 trường đại học
được nằm trong top 100 trường đại học danh tiếng thế giới. Và ở Perth, tại Tây Úc, ở Perth thì mình có trường đại học Tây Úc gọi là University Western Australia. Và trường này hiện giờ đang xếp hạng 91 trên thế giới. Và thứ hai là mình có một trường đại học không kém phần danh tiếng, đó là Curtin University. Thì đại học Curtin hiện giờ đang nằm ở vị trí là 250 trên tổng cái số trường đại học trên thế giới. Thì đây là cái ranking, có nghĩa là cái thông số này được lấy vào năm nay luôn. Đây là thông tin mới nhất. Đúng rồi, thông tin mới mình hỗ trợ cho mọi người đang trên cái buổi livestream này. Và nó hỏi câu hỏi của Ngọc, quay lại câu hỏi của Ngọc là mình có hỗ trợ khách hàng về cái việc tìm hiểu các trường học hay không. Thì ngay từ đầu những cái chương trình khác, những buổi livestream khác thì cũng có nhấn mạnh với mọi người rằng khi đến IELTS và đi khảo sát không chỉ ở bang Tây Úc mà những cái bang khác, thì bên IELTS luôn có một cái phương án tối ưu cho các buổi khảo sát, bao gồm là gặp chính phủ, bao gồm tìm hiểu thị trường bất động sản, bao gồm việc là tham khảo các trường học luôn. Nên là mình có thể yên tâm là mình sẽ thể tìm hiểu hết tất cả mọi lĩnh vực liên quan trước khi mà mình đầu tư định cư ở cái bang đó. Thì để mà mọi người muốn biết thêm là thông tin là cái buổi khảo sát là như thế nào á, thì Ngọc cũng muốn chia sẻ thêm là IELTS đã tổ chức một cái buổi tọa đàm sẽ là vào ngày 7 tháng 9 là cơ hội đầu tư định cư tại Tây Úc. Thì cái thông tin nếu mà tổ chức tại đâu thì các khách hàng đang thật sự rất là quan tâm thì sẽ liên hệ đến số điện thoại này nha, là 0888884567 để được một nhân viên bên IELTS sẽ hỗ trợ đăng ký cho mình đến buổi tọa đàm đó nha. Dạ rồi, thì chị Hiền có thể tiếp tục là chia sẻ thêm về cái mật độ nhân số ở bên bờ như thế nào không ạ? Ok, như lúc đầu là Hiền cũng đã chia sẻ là dân số tại Perth hiện giờ là nó chiếm 3/4 tổng dân số là 2 triệu dân tại thành phố tại bang Tây Úc. Và theo dự kiến thì cái mật độ dân số này sẽ tăng nhanh. Dự kiến vào năm 2030 thì nó sẽ tăng lên khoảng 24%. Thì đây cũng là một cái điều là đáng lưu ý, là có nghĩa là mình sẽ có thêm các cái khuyến khích để mà dân số tăng nhanh. Thì nó hỗ trợ cho cái việc mà định cư cũng như là doanh nghiệp của mình mở rộng thị trường tại bang Tây Úc. Nếu như chị Hiền nói như thế, thật sự Tây Úc đây là một cái thổi nam châm thu hút là rất nhiều những khách hàng đang quan tâm đầu tư và định cư tại Úc, đúng không ạ? Dạ. Chị Hiền đã ví nha. Có một khách là cô, đó là một anh. Thì anh cũng hồi nãy có nghe cái chị Hiền chia sẻ đó, thì anh cũng muốn hỏi là vậy thì mức đầu tư cho chương trình 188A tại Tây Úc có khác gì so với những cái bang khác không chị? Nói chung là cũng cảm ơn là anh đã dành thời gian theo dõi và đặt câu hỏi đúng vào trọng tâm của chương trình. Thì nói về so sánh giữa Tây Úc và những cái bang khác á, thì mức đầu tư của 188A sau khi mình có thị thực tạm thời thì mình sẽ chuyển qua là 800.000 đô Úc để đầu tư là ở những cái bang khác. Riêng ở Perth thì mình phải lưu ý là con số là 900.000. Và điều đặc biệt khác biệt nữa là 900.000 này mình có hai hướng. Một là mình dùng để mà đầu tư kinh doanh, là mở một cái business, có nghĩa là một doanh nghiệp khác ở bên Úc. Và số tiền đầu tư có thể là 400.000. Và 500.000 còn lại là mình có thể mua nhà hoặc là mình để vào tài khoản của mình. Còn trường hợp thứ hai ở đây là đặc biệt ở Perth là có quyền đầu tư vào dự án bất động sản. Và từ dự án bất động sản này, từ thị thực tạm trú mình xin lên thường trú nhân, nhưng mà cái mức đầu tư là phải trọn vẹn 900.000 chứ không phải là mình cắt ra là 400 cho cái này và 500 cho phần khác, mà mình phải đầu tư cả 900.000 vào cái dự án bất động sản. So với những bang khác như là Victoria hay là New South Wales, Queensland thì họ không có cái hỗ trợ là đồng ý cho cái việc dùng cái đầu tư vào dự án bất động sản để xin từ tạm trú lên thường trú nhân. Đây là cái khác biệt của bên Tây Úc. Nghĩa là Tây Úc cho phép mình được quyền chọn một trong hai phương án là đầu tư kinh doanh, mở doanh nghiệp khác, hoặc là đầu tư vào dự án bất động sản. Thật sự chính phủ đang rất là hỗ trợ người Việt Nam mình đầu tư vào bang Tây Úc này nha mọi người. Và nói thêm về cái bất động sản ở Perth á, thì có rất là nhiều căn penthouse và cao cấp giá trị cả triệu đô, nhưng mà song song đó thì mình cũng có những cái căn hộ hiện đại mà giá nó chỉ có khoảng tầm 490-500 ngàn đô thôi.
và mật độ xây dựng tại Perth là gần như là mọi lúc mọi nơi. Mình có thể nhìn ra là cái phía nam của Perth á thì là cái view của nó là view sông, còn phía tây á là nó sẽ là view cảnh quan công viên. Thì đây là điểm hấp dẫn mà bất động sản ở Perth đang thu hút nhiều người, nhiều nhà đầu tư vào thị trường của bất động sản ha. Hiền cũng chia sẻ thêm về có yêu cầu từ thường trú tạm trú nhân 188A lên thường trú nhân 88A thì mình sẽ có những lưu ý nào. Thì ở đây thì anh chị mình sẽ lưu ý những điểm sau. Thứ nhất là nếu như mà mình chọn vào phương án mở doanh nghiệp thì doanh nghiệp của mình phải mở là 2 năm, và trong 2 năm đó mình phải đảm bảo doanh thu là 300.000 đô Úc, đồng thời mình phải thuê một nhân viên toàn thời gian là người bản xứ. Người bản xứ ở đây là gì? Là người công dân quốc tịch Úc rồi, hoặc là thường trú nhân, hoặc là họ là công dân của New Zealand, có nghĩa là giữ cái passport của New Zealand. Ha. Và họ sẽ phải, cái người bản xứ này họ phải làm full time, có nghĩa là toàn thời gian trong vòng 12 tháng. Ít nhất là 12 tháng trong quá trình là 24 tháng mình mở cái doanh nghiệp. Thời gian đó mà họ làm việc thì tính nó sẽ là 30 tiếng liên tục trong vòng 1 tuần. 30 tiếng liên tục trong vòng 1 tuần. Đúng rồi. Và trong vòng 12 tháng đó ha. Và tiếp theo là mình cũng phải đảm bảo được cái thời gian ở quản lý doanh nghiệp của mình trong suốt 2 năm, có nghĩa trong suốt 24 tháng mình mở doanh nghiệp thì mình sẽ ở phải là 12 tháng. Trong vòng 12 tháng. Trong vòng 12 tháng. Trong vòng 12 tháng trong vòng 24 tháng. Có nghĩa là 2 năm đó mình phải ở 1 năm. Nghĩa là trong vòng 1 năm đó, ví dụ như 2019 đến 2020 đi, thì mình ở 2020 cũng được, hoặc là mình chọn 2019 cũng được, miễn chi là mình ở trong vòng 12 tháng. Đúng rồi. Trong vòng 2 năm. Trong vòng 2 năm đấy thì cái vai trò quản lý của mình. Dạ. Đúng rồi. Thì em để em check xem còn câu hỏi khác không. Dạ, cảm ơn anh đã đặt ra câu hỏi rất là trọng tâm để cho chị có thể chia sẻ thêm cho anh và cho các khán giả đang quan tâm về chương trình này. Thì trong lúc mà Ngọc chờ câu hỏi của các khách hàng đó, thì Ngọc sẽ quay lại phần của Tây Úc thêm để cho chị Hiền chia sẻ thêm. Thì Ngọc, nếu mà nãy giờ mình đang nói về bất động sản rồi kinh doanh rồi rất là nhiều thứ rồi, thì Ngọc cũng đang rất là thắc mắc là về về thực phẩm nè, về thức uống nè. Em cũng nghe đồn là phẩm đồ uống. Dạ đúng rồi, nghe bọt thì nghe nó rất là sâu động, mà em không hiểu là tại sao gọi là sâu động. Ok. Rất là cảm ơn Ngọc đã khơi lên cái câu hỏi này. Và đây là một cái câu hỏi mà Hiền rất thích và rất là muốn chia sẻ với mọi người. Bởi vì theo Hiền đó là ẩm thực nó chính là một cái chất keo để mà kết nối mọi người lại gần với nhau hơn. Và bản thân Hiền là người rất là đam mê về ẩm thực. Thì ở đây thì chia sẻ là mình có gần 1.000 cái doanh nghiệp phát triển về lĩnh vực thực phẩm, đồ uống tại Perth. Chính vì vậy mà Perth có cái tỷ lệ nhà hàng, quán ăn, quán cà phê là rất là cao. Hàng loạt các nhà hàng từ các nước chẳng hạn như là Thái Lan, Indonesia, Singapore, Nhật và cả Việt Nam. Và các món ăn thì rất là đa dạng phong phú. Nó sẽ làm cho các bạn là choáng ngợp khi mà bước đến cái thiên đường ẩm thực tại Perth. Và chắc chắn một điều rằng là với cái sự đa dạng phong phú đó, cũng chắc là nhiều nền văn hóa của các nước khác nhau, thì Perth sẽ là thỏa mãn cho tất cả các khách hàng, các du khách khi là đặt chân đến Perth, cho dù cái du khách rất là khó tính. Ngoài ra thì ở Perth mình sẽ có những cái cửa hàng mà bán các sản phẩm địa phương và các chợ mà nông phẩm, chẳng hạn như là Farmer Market Kuala Muntan. Thì cái chợ này nó đặc biệt là mình có thể là mua và thưởng thức những cái thực phẩm tươi sạch. Điều đặc biệt thứ hai nữa là hải sản. Hải sản tại Perth rất là tươi. Mình có thể ví dụ như là cái cảng Fremantle. Đây là cái cảng mà nổi tiếng, khá nổi tiếng tại Perth. Và cảng này cung cấp một cái lượng hải sản tươi. Đồng thời mình có thể tham quan là nhà máy chế biến bia, hoặc là tham gia chuỗi cửa hàng cappuccino có nguồn gốc tại Ý. Nghe rất là hấp dẫn đúng không mọi người? Như là một combo vừa hải sản vừa bia nữa. Đúng rồi, tất cả mọi thứ rất là tuyệt vời tại Perth. Thì Hiền cũng chia sẻ thêm là
Bên cạnh đó thì cái ngành công nghiệp tôm hùm cũng rất là phát triển tại đây. Và chính phủ từ năm 2018 họ có chủ trương là phát triển ngành tôm hùm, ngành công nghiệp tôm hùm tại Tây Úc. Bởi vì đây là cái ngành mà có thể khả năng tạo ra nhiều công việc, ít nhất là 500 cái việc làm, và cung cấp một cái khối lượng tôm hùm cho cộng đồng cũng như là du khách du lịch. Thì hiện tại bật mí với mọi người rằng là tại Alps đang có một cái phương án khá là thú vị cho cái việc đầu tư định cư và sử dụng cái ngành công nghiệp tôm hùm. Cái điều đó như thế nào thì mọi người sẽ biết được thêm vào cái buổi tọa đàm về định cư tại Tây Úc được diễn ra vào 9 giờ sáng ngày thứ bảy tuần này, lúc ngày 7 tháng 9 đúng rồi, 2019 đúng rồi. Còn về như chi tiết địa điểm ở đâu á thì Ngọc cũng sẽ đưa một số điện thoại đây ha, là 0888 884567, sẽ có một ứng viên em sẽ là người đăng ký trực tiếp cho mình trong buổi tọa đàm này. Cảm ơn chị Hiền. Để em check tính nhé. Cũng có một khách hỏi về 188A xong thì lại có một khách khác hỏi là về 188B. Thì những điều lưu ý là ở mức đầu tư tại 188B là gì đó chị Hiền? 188B đó là chương trình đầu tư trái phiếu chính phủ. Thì cũng tương tự như những cái bang khác thì mình cũng phải lưu ý là cái khoản đầu tư được chỉ định đó là 1,5 triệu. Mình sẽ phải mua trái phiếu chính phủ và duy trì trong vòng 4 năm. Và đồng thời thì các nhà đầu tư phải có khả năng chuyển thêm khoản tiền là 500.000 đô cho việc định cư và chi phí sinh hoạt liên tục tại Tây Úc. Vậy thì như chị nói là cái mức trái phiếu đúng không ạ? Đúng rồi. Là nhưng mà cái hình thức mình sẽ chuyển là sẽ như thế nào? Ý là của Ngọc đang hỏi là cái thời gian chuyển là như thế nào? Có gì khác với lại chương trình 188A đúng không? Dạ đúng rồi. Thì ở đây thì cũng sẽ nói rõ hơn mọi người cái sự khác biệt giữa 188A và 188B về cái mức đầu tư. 188A là anh chị đã có cái thị thực tạm thời rồi, sau đó mình mới chuyển tiền đầu tư. Còn 188B có nghĩa là mình phải chuyển qua 1,5 triệu này đầu tiên, sau đó mình mới được xét duyệt cái hồ sơ để ra được cái thị thực tạm trú. Và sau khi mình có được cái thị thực tạm trú rồi thì mình mới bắt đầu chuyển tiếp cái khoảng 500.000 đô này. Và cái thời gian chuyển cái khoản tiền này nó sẽ là khoảng là 36 tháng trong quá trình mình ở, mình đã đặt chân đến Úc rồi. Có một khách hàng khác cũng hỏi về cái này, em thấy là câu hỏi này nó cũng rất là hữu ích cho các khách hàng đang theo dõi về buổi livestream này. Đó là nếu mà qua Tây Úc thì mình đầu tư bên đó và mình sống ở đó thì cộng đồng người Việt sẽ như thế nào á? Đang hỏi về là có những cái hỗ trợ nào về cái cộng đồng người Việt của mình hay không? Đúng rồi. Cũng cảm ơn những cái câu hỏi rất là thiết thực của mọi người. Thì Hiền cũng chia sẻ thêm đó là cái mối quan tâm khi mà mình xa xứ và mình đặt chân đến một cái vùng đất khác, vùng miền khác, thì mình quan tâm là người Việt mình ở có nhiều hay không, có hỗ trợ của cộng đồng người Việt hay không. Thì chia sẻ với mọi người là cộng đồng người Việt tại Tây Úc cũng rất là nhiều, thì thường tập trung phổ biến ở các vùng như là Mirapuka hoặc là Shirawen. Đây là những cái vùng ngoại ô ở Perth. Nếu mình không lầm đó là Shirawen ở vùng phía bắc ngoại ô của Perth ha. Và đến những khu vực này, cái điều mà mình sẽ cảm nhận được đó là như là trở về Việt Nam vậy đó, với những cái khu chợ có đầy đủ những cái thực phẩm quê nhà như là rau muống, các món ăn dân dã ở Việt Nam thì có hết, và những cái đồ gia dụng tại Việt Nam cũng được bày bán. Thì tại đây người Việt sẽ dễ dàng làm quen với cuộc sống tại Úc hơn. Ngoài ra là có những cái mạng xã hội á, thì họ cũng có thành lập những cái hiệp hội, chẳng hạn là CEC đó là Culture Exchange Club, hoặc là VinWa có là Vietnamese in Western Australia, nghĩa là cộng đồng người Việt tại Tây Úc. Thì thì cũng nhắc lại một lần nữa đó là khi mà mình đi khảo sát tại những cái bang này thì mình cũng sẽ có bao gồm cái việc là đi đến những cái cộng đồng người Việt để cho mọi người tham quan và biết được là mình sẽ không bị cô đơn ở đây. Rồi. Sẽ có luôn có những cộng đồng người Việt hỗ trợ hết mình. Nếu mà chuyến khảo sát này là mình sẽ vừa là qua mình xem coi là vị trí nó như thế nào, cái thứ hai là mình sẽ được xem là những cái doanh nghiệp đang tổ chức ở đây.
đây để ví dụ như cái như chị mới vừa chia sẻ là về tâm hồn, rồi mình sẽ qua đó là mình xem coi là cái mô hình kinh doanh của người ta như thế nào và lợi nhuận người ta sẽ theo hàng năm sẽ như thế nào luôn. Đúng rồi. À, chỗ kể cả chỗ ở luôn, có nghĩa là Amsterdam em thấy là Amsterdam tối ưu nhất, đúng rồi, tối ưu nhất, đúng rồi, tối ưu nhất có thể để mà mọi người có thể đặt một cái mức tiền của mình thật là hợp lý. Đúng và rồi. An toàn nữa, quan trọng nhất là cái an toàn. Chính vì vậy mà việc mà đầu tư định cư tại Tây Úc hay là tại thành phố Quật với sự hỗ trợ của AMS cũng như là những cái đối tác mà chất lượng và uy tín chuyên nghiệp thì AMS tin tưởng rằng có thể mang được chất lượng cũng như là giúp cho nhà đầu tư đạt được mục tiêu tốt trong cái việc là định hướng những cái hoạt động, những cái phương án đầu tư như thế nào và tránh rủi ro và sinh lời cũng như là những cái điều kiện phù hợp để mình có thể xin được cái thị thực tạm trú hay thường trú nhân cho cả gia đình của mình. Thật sự nếu ba mà ba mình nói như thế thì rất là an tâm về mức cái tài sản của mình như thế nào đi đây đâu và có theo từng bước hết, là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 là em đã hỗ trợ cho các khách hàng hết rồi. Thứ sáng thì Ngọc cũng muốn nhắc lại là em sẽ tổ chức một buổi tọa đàm là đầu tư định cư và tại Tây Úc vào ngày 7 tháng 9, tức là thứ bảy vào tuần này sẽ lúc 9 giờ. Còn địa điểm tổ chức sẽ là được đăng ký qua số điện thoại nha, là 0888884567. Các khách hàng nào đang thực sự rất là quan tâm thì đây là một cái cơ hội vàng để cho mọi người có thể đăng ký và tham gia cái buổi này và có thể hiểu rõ hơn về chương trình Tây Úc rất là nhiều mà chị Hiền. Đúng rồi, và đặc biệt là nếu như thời điểm đó thì mọi người sẽ có cơ hội vàng là để trả lời hỏi đáp trực tiếp với những cái bên mà tư vấn cũng như là những cái bên mà phát triển đưa ra những cái phương án định hướng như thế nào cho cái chương trình của chúng ta, và đặc biệt là sẽ gặp Hiền ở đó và Hiền sẽ hỗ trợ các anh chị ở đây trả lời những câu hỏi nào khác mà hôm nay cái buổi livestream mà các anh chị chưa kịp mà để lại inbox hay là comment bình luận gì thì Hiền sẽ trả lời cho anh chị, và hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp nhau vào thứ bảy tuần này. Dạ đúng rồi. Rồi, rất là cảm ơn các khách hàng đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Thì Ngọc và chị Hiền xin kết thúc cái buổi livestream của ngày thứ tư ngày hôm nay và sẽ chuẩn bị cho một cái ban khác và một chương trình khác vào thứ tư tuần sau. Cũng rất mong là mọi người có thể là theo dõi cái buổi livestream này và những thông tin ở đây sẽ cực kỳ hữu ích cho mọi người để mà mọi người có thể là đầu tư và định cư ở một nước nào để mà cảm thấy an tâm nhất. Đúng rồi. Sắp tới thì chúng ta sẽ có những cái buổi livestream và những cái chương trình hot khác, chẳng hạn như là Camera, chẳng hạn như là đảo ship Manta. Mình rất là nhiều cái chương trình phù hợp với từng điều kiện các nhà đầu tư. Thì mong tất cả mọi người lưu ý là chúng ta sẽ có những buổi livestream hàng tuần lúc 4 giờ vào thứ tư, và sẽ gặp lại Ngọc và Hiền trong lần sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người ạ. Thì hiện tại là Ngọc cũng đang thấy là cũng có các khách đang đặt ra nhiều câu hỏi, thì để bên Ngọc sẽ nhờ những bên bộ phận của AM sẽ take note lại những câu hỏi này và sẽ gửi đến trực tiếp đến mọi người trong những từng inbox của mọi người luôn nhé. Ok. Nếu như mà các anh chị còn có những cái câu hỏi nào khác thì có thể tiếp tục để lại cho mình post hoặc là bình luận, và đặc biệt là đừng quên là thứ bảy này có thể gặp Hiền và tư vấn trực tiếp với Hiền và đặt ra những câu hỏi nào, và ngoài Hiền ra và đội ngũ chuyên viên tư vấn sẽ hỗ trợ các anh chị đưa ra những cái câu hỏi và giải đáp thắc mắc tại chỗ trong buổi tọa đàm vào thứ bảy. Mọi người cứ lên một list nha, hôm nay mới thứ tư rồi, còn thứ năm, thứ sáu, thứ bảy mọi người cứ đặt thật là nhiều câu hỏi đến là gặp chị Hiền, là chị Hiền sẽ hỗ trợ hết về những cái thông tin mọi người đang cần quan tâm là gì nhá. Đặc biệt là liên quan đến vấn đề ẩm thực thì Hiền sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn. Dạ. Còn nhưng mà về địa điểm về đăng ký của thì event này thì mọi người sẽ liên hệ đến số điện thoại này nhé, là 0888884567, thì sẽ bên Ngọc có một ứng viên AMS sẽ hỗ trợ về chương trình này và đăng ký cho mọi người đến buổi tọa đàm này cực kỳ là đầy đủ và nhanh chóng. Dạ, xin cảm ơn mọi người ạ. Xin chào mọi người.